Chào các bạn học sinh thân mến, chúng ta cùng nhau quay trở lại chương trình tiếng Anh lớp 6 Rayon. Hôm nay chúng ta tiếp tục với bài số 5, Progress Check của bài số 5 với bài số 10, bài nghe bài số 10, trang 101. Rồi chúng ta cùng nghe trang 101 nhé. Hãy nghe Ben nói chuyện với Molly về kỳ nghỉ của anh ấy, sau đó xem câu nào đúng sai và không đề cập. Câu số 1, Ben luôn luôn đi nghỉ mát ở Italia. Câu số 2, hầu hết thời gian, most of the time, the weather was cloudy, thời tiết thì có nhiều mây. Câu số 3, Ben đã xài rất nhiều tiền vào quà lưu niệm, mua quà lưu niệm á. Câu số 4, món ăn yêu thích của Ben là kem, thì chúng ta nghe. Progress check 5, exercise 10, page 101. Hi Ben, how was your holiday? I had a great time. Usually I go to France or Spain with my family, but this year we went to Italy. We stayed in a hotel in Rome. What was the weather like? It was warm and sunny, except for one day when it was very cloudy and cold. So what did you do there? Well, Rome's beautiful and there's so much to see. In the mornings, we visited museums and art galleries. And in the afternoons, we went shopping. They have lots of shops to buy different things like clothes, souvenirs, and food. Mum and Dad bought lots of Italian clothes, but I just got some souvenirs. How about the food? Did you try any Italian dishes? We ate lots of Italian dishes, including pasta and pizza. They were delicious, but the best of all was the ice cream. It sounds like you had a great time. It really was the trip of a lifetime. Rồi, ta nghe lại. Progress check 5. Exercise 10. Nghe lại nha. Cái này là nghe được là luôn luôn đi Tây Ban Nha nhưng năm nay đi Italy. Vậy câu này sai. Hi Ben. How was your holiday? I had a great time. Usually I go to France or Spain with my family. But this year we went to Italy. Okay, we stayed in a hotel in Rome. What was the weather like? Thời tiết này. It was warm and sunny. Except for one day when it was very cloudy and cold. Chỉ có sân đây. So what did you do then? Well, Rome's beautiful and there's so much to see. In the mornings, sáng, we visited museums đi thăm bảo tàng. And in the afternoon, we went shopping. Chiều đi mua sắm. They have lots of shops. Có rất nhiều cửa hàng để mua quần áo, quà, đồ ăn. Mom and Dad bought bố lots mẹ of Italian mua quần áo. But I just got some souvenirs. Tôi thì quần lụa và không nói tiền. Đồ ăn thì sao? We ate lots of Italian dishes, đồ ăn Ý, mì ống, pizza. Nó rất là ngon. Nhưng mà ngon nhất là ice cream kem. Bạn đã có thời gian thật là tuyệt vời phải không? Rồi vậy là câu số 1 là đáp là sai, câu số 2 là sai, câu số 3 là không đề cập và câu số 4 là đúng. Trong bài writing, hãy viết một lá thư cho người bạn. Hãy viết một lá thư cho người bạn của bạn nhá, ở nước Anh. Ok, và nói về chuyến đi du lịch gần đây của bạn khoảng 50-60 từ. Hãy viết về bạn đã đi đâu, bạn đi với ai và bạn đã nhìn thấy cái gì. Ta có thể viết như thế này. Gửi lời chào. Gửi lời chào từ Đà Lạt. Nha. Tôi đã đi to Đà Lạt vào last week with my family. Tôi đã đi Đà Lạt với gia đình của tôi. Xong rồi thời tiết nè. Tôi ở đâu? Chúng tôi we stay in a hotel near ở do quán anh Xuân Hương Lake. Gần hồ Xuân Hương. The weather was cool
and sunny. Thời tiết lạnh và đẹp và nắng. Rồi, we went, chúng tôi went sightseeing, đi ngắm cảnh. Đi ngắm cảnh. Visit many, many beautiful, beautiful flower garden. Đi ngắm nhiều vườn hoa. We còn đạp xe, cycle around Xuân Hương Lý. We took a lot of photo, chụp rất nhiều hình, and bought a lot of souvenir. It was amazing. V. Ok, chúng ta có thể làm như vậy.